Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn cách làm thịt ba ngội kho tiêu. Và với món thịt kho này thì mình dùng chung với cơm trắng và xôi thì ăn rất là ngon luôn. Và cách thắng nước màu để mình sử dụng trong những cái món kho như là thịt và cá để có màu đỏ đẹp. Thì sau đây xin mời các bạn vào xem cách thực hiện nhé. Và để làm được cái món này thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu hết rồi. Mình dùng là nửa ký thịt ba gọi và hay còn gọi là thịt ba chỉ các bạn. Và cái phần thịt này thì mình đã rửa sạch với nước muối loãng rồi. Và tiếp theo mình sử dụng là tỏi băm. Và nếu như các bạn mà thích sử dụng hành tím thì các bạn có thể băm hành tím vô cùng luôn. Và nửa muỗng tiêu xay, nửa muỗng bột ngọt và nửa muỗng bột nêm. Và tiếp theo mình sử dụng là 60ml nước mắm và nước lọc. Cái lượng nước thì các bạn có thể dùng gấp đôi cái lượng nước mắm hoặc là gấp rưỡi. Ở đây mình toàn bộ mình lường bằng cái muỗng này nè các bạn. Và một ít hành lá. Và sau cùng là 150g đường cát trắng. Và 150g đường này thì mình để sử dụng là thắng nước màu á. Và sử dụng cho mình thêm một ít dầu ăn nữa. Và như vậy là toàn bộ nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện nhé. Và trước tiên ở đây là mình xắt thịt. Thịt thì các bạn xắt miếng vuông vuông nhỏ nhỏ, cỡ khoảng bằng một ngón rưỡi tay hoặc hai ngón á. Thì các bạn nhắm cái miếng thịt cho nó vừa vừa cái miếng mình ăn cơm á, cho vừa một miếng để mình dùng chung với cơm á. Và các bạn chọn miếng thịt ba gọi á, vừa có mỡ vừa có thịt á. Để mình kho thì cái lớp mỡ này nó ăn nó dẻo dẻo á, thì mình dùng nó sẽ ngon hơn. Và bây giờ thịt đã sắt xong hết rồi, bây giờ mình sẽ chặn sơ qua nước sôi nhé. Thì các bạn chặn cho mình khoảng 1 phút vậy thôi. Rồi mình đổ ra cho nó ráo nước. Rồi bây giờ để thịt đây cho nó ráo nước đi. Bây giờ mình sẽ đem 150g đường này mình đi thắng nước màu. Và cái phần thắng nước màu này thì nó cũng rất là dễ ha các bạn. Mình quên nữa, mình chừa lại một muỗng rưỡi đi để mình nêm vô cái phần thịt á. Thì 150g đường này thì mình sử dụng là tương đương với 150ml nước. Và mình đổ trước vô đây một ít nước. Và mình nấu với lửa nhỏ nha. Mình lắc cái nồi như vậy nè, hoặc mình cũng có thể dùng đũa để mình đảo á. Mình thấy cái khối màu trắng trắng nó bốc lên á. Và lúc này là cái nước màu mình đã đạt rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho nước vào. Và nếu như các bạn sợ trường hợp này thì các bạn cũng có thể tắt bếp tạm thời đi nhé. Khi mình đổ nước xong rồi mình sẽ bật bếp trở lại. Rồi mình đun một chút để cho nó tan đều hết á.
Khi nó sôi lên đó thì mình cảm thấy cái đậu xoạch ở trong nước màu có một ít gì gì nè là mình tắt bếp được rồi. Nếu như có lúc này mà các bạn để cái đậu xoạch nhiều á, lúc mà nó nguội á thì cái đậu xoạch nó lại nhiều thêm á. Và cái phần nước màu này á, thì các bạn có thể sử dụng trong tất cả các món kho á. Các bạn cũng có thể làm nhiều hơn để mình sử dụng ăn dần á. Đây, để mình nghiêng cho các bạn xem nhé, nó có màu nâu đỏ rất là đẹp luôn á. Và bây giờ nước màu mình rẽ sang một bên đi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình nấu cái phần thịt. Và mình cho vào cái chảo này khoảng 2 muỗng dầu ăn á. Và cho toàn bộ tỏi băm vào hết luôn. Và tiếp tục khi tỏi, đến khi nào mà tỏi chuyển sang màu vàng thơm á thì mình cho cái phần thịt vào. Mình đảo khoảng 20 phút á. Và bây giờ mình sẽ chỉnh cho cái lửa nhỏ lại. Đó, khi các bạn thấy mà nó ra mỡ đi nè, bây giờ nó đã ra mỡ một ít rồi và cái phần mỡ của mình đã trong đi á, cái phần da và phần mỡ lúc này nó đã trong nữa. Và bây giờ mình sẽ cho cái phần nước màu vào nè. Nước màu á thì mình cho trước một muỗng thôi. Nếu như cảm thấy nó hơi dợt á thì mình cũng có thể cho thêm một muỗng rưỡi hoặc hai muỗng. Và bây giờ mình sẽ cho toàn bộ gia vị vào hết. Đó, mình đổ cái lượng nước sao mà cho nó ngập cái miếng thịt như vậy nè, cho nó ngập xếp xếp cái miếng thịt như vậy nè. Thì lúc này mình nấu với lửa nhỏ thôi. Đó, bây giờ mình đảo cho nó đều hết như vậy nè, rồi mình bắt đầu mình đậy nắp lại. Và các bạn nhớ cái canh cái nồi thịt mình nha, vì cái nồi thịt này nó cũng nhanh cạn nước lắm đó. Mình nấu có khoảng 10 phút là mình dở nắp ra mình đảo như vậy nè. Rồi khi cái nồi thịt nó đã cạn xuống rồi, bây giờ mình sẽ cho ớt vào nè. Cái phần ớt này á thì ở đây mình cho vô nguyên trái luôn. Nếu như các bạn mà thích nó cay hơn á thì mình cũng có thể cắt ra. Rồi bây giờ cái lượng nước như sành sạch như vậy là mình cảm thấy nó cũng được rồi. Và cái phần nước này để dành chan cơm á. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Và khi tắt bếp xong rồi mình mới cho hành lá vào nhé. Tiêu thì mình cho một ít vào trước thôi, còn lại một ít thì mình có thể là mình múc ở dĩa, mình cho tiêu sống ở trên lớp mặt á. Và đây là những cái miếng thịt nó vừa săn chắc và nó bóng nữa. Và cái phần này thì mình dùng chung với cơm trắng thì nó rất là bắt cơm luôn. Cách bảo quản nước màu thì các bạn bỏ bên ngoài nhiệt độ phòng thôi. Và mình bảo quản được rất lâu á, nó cũng không có bị hư và nó cũng không có bị hôi á.
Rồi bây giờ cái phần thịt mình sẽ múc ra đây. Các bạn thấy có ngon không nào? Và mình sử dụng là nước màu đường mình thắng á, mình kho càng lâu á thì cái màu đỏ nó lên rất là đẹp luôn. Và những miếng thịt này vừa săn bóng, vừa có thịt vừa có mỡ. Và mình ăn thử một miếng nào và mình cảm nhận được cái độ ngon của miếng thịt đó các bạn. Rất là đậm đà luôn. Nó dẻo dẻo, nó thơm thơm và nó béo béo nữa. Và các bạn hãy theo cách của mình làm thử để chiêu đãi cho gia đình mình nha. Và như vậy là đến đây cách thực hiện thịt kho tiêu của mình đã xong rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Và để tiện cho việc xem những video tiếp theo á, thì xin mời các bạn ấn nút đăng ký ở phần bên dưới video á. Lúc các bạn ấn nút đăng ký á, thì nó có hiện ra cái chuông, thì các bạn ấn vào cái chuông đó luôn, để khi mình ra cái video mới á, thì các bạn là người đầu tiên để nhận được cái thông báo, và cũng như là để ủng hộ cho kênh của mình luôn. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.